Angry Savit, Quang Hải là cầu thủ giỏi nhưng tôi không dám chắc Hải có thể đá được đủ 90 phút. Ngôi sao Angry Savit của Po đã có những chia sẻ về tình hình hiện tại của Quang Hải tại Pháp trước trận gặp Amiens FC, anh nói. Tôi không dám nói là Quang Hải đã trở nên tốt hơn. Bởi thật ra cậu ấy vốn vẫn luôn là một cầu thủ giỏi. Điều quan trọng là bây giờ cậu ấy đã tự tin hơn trước rất nhiều. Thật cô dễ dàng gì khi bạn phải đến một đất nước xa lạ, không cùng ngôn ngữ để thi đấu. Tuy nhiên, Hải đang hòa nhập tốt hơn, cậu ấy nói chút tiếng Pháp, chưa đùa cùng chúng tôi nhiều hơn hồi mới đến. Tiếng Anh cũng tốt hơn rồi, cậu ấy tự tin hơn và tôi tin là nửa sau của mùa giải, cậu ấy sẽ thi đấu tốt hơn nữa. Dĩ nhiên là cậu ấy giúp gia tăng sức mạnh cho chúng tôi. Cậu ấy là một cầu thủ chất lượng và là người muốn được tham gia vào mọi pha bóng. Điều đó tốt cho đội và tôi hy vọng là sắp tới, cậu ấy sẽ tự tin hơn để thi đấu hiệu quả hơn. Nhưng vì không được ra sân nhiều nên cũng rất khó, cậu ấy cần có thể lực thật tốt. Lúc này, tôi cố dám chắc là Quang Hải có thể thi đấu đủ 90 phút nhưng tôi tin là cậu ấy có đủ sức mạnh và kỹ thuật để thi đấu trong thời